Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Phách, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và nguyên Thường trực Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài điểm cầu trực tuyến tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh Hưng Yên, hội nghị còn được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Đảng bộ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính có giải pháp để các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử khi bán hàng theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế ngay trong tháng 12 này. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện sẽ bị xử lý. Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành thuế trong quý 1 năm 2024 phải hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, kết nối thông tin hóa đơn điện tử tới các cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thông suốt, thuận tiện trong giao dịch. Theo Luật Quản lý thuế, cây xăng phải xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau từng lần bán được áp dụng từ tháng 7 năm 2022. Nhưng thực tế, các cây xăng không tuân thủ đúng quy định, thường để đến cuối ngày mới xuất hóa đơn tổng bán hàng trong ngày hoặc xuất hóa đơn theo tuần, theo tháng cho khách hàng với số lượng lớn gây thất thu ngân sách nhà nước. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được bàn giao đất, Công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực thực phẩm Tân Thịnh Hưng Yên đã tự ý tiến hành san lấp hàng nghìn mét vùng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Tháng 8 năm 2023, công ty Tân Thịnh Hưng Yên tự ý san lấp trên 7.000 m2 đất nông nghiệp với lý do doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với 19 hộ dân có đất nông nghiệp tại thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo. Tuy nhiên trên thực tế, đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có quyết định bàn giao mặt bằng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của công ty Tân Thịnh Hưng Yên, thực hiện san lấp đất nông nghiệp khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Yêu cầu lãnh đạo công ty dừng ngay việc san lấp, vận chuyển khối lượng vật liệu san lấp, trả lại hiện trạng ban đầu trước vi phạm, hoàn thiện các thủ tục giấy tờ theo quy định để dự án được đưa vào hoạt động. Năm 2024, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có khoảng 930 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau vòng sơ tuyển tại các xã, thị trấn, có gần 870 thanh niên được phát lệnh khám tuyển. Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ân Thi tổ chức 7 đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các xã, thị trấn và Ban Chỉ huy quân sự huyện. Việc khám tuyển được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng và đúng luật. Các nam công dân có lệnh gọi khám tuyển được đo chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực, huyết áp, tim mạch, thị lực, bệnh nội khoa, ngoại khoa và bệnh chuyên khoa, hình thể bên ngoài và các chỉ số khác đối với quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Chuyển sang các tin tức thời sự đáng chú ý. Do ngày 1 tháng 1 năm 2024 là thứ Hai, cộng với 2 ngày cuối tuần nên dịp Tết Dương lịch 2024, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan nhà nước có đợt nghỉ kéo dài 3 ngày liên tiếp, trong đó có 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ lễ vào thứ Hai. Nếu làm việc tại đơn vị có chế độ 1 ngày nghỉ hàng tuần, người lao động có đợt nghỉ Tết Dương lịch 2024 kéo dài 2 ngày từ 31 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024. Việt Nam lần thứ 4 vừa được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới trong hệ thống giải thưởng du lịch thế giới tại Dubai. Danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như giá trị di sản văn hóa lâu đời của Việt Nam. Nhiều địa phương của Việt Nam cũng được trao các giải thưởng phụ như Hà Nội là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023, đảo Ngọc Phú Quốc là điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023, Viên Ngọc Xanh ở Tây Bắc Mộc Châu là điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới 2023, Hà Nam là điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới 2023, Tam Đảo là điểm đến thị trấn hàng đầu thế giới 2023. Đốt than và đóng kín cửa để sưởi ấm trong lúc ngủ, 3 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh không may bị ngạt khí, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng. Vào sáng sớm nay, trong lúc qua nhà con trai là anh Nguyễn Xuân Thống ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà để thăm con cháu, Mẹ anh Thống gọi cho con dâu là chị Tuyền nhưng không thấy trả lời nên nghi ngờ có chuyện không hay. Khi anh Thống trở về phá cửa vào nhà thì phát hiện vợ cùng mẹ vợ là bà Hoàng Thị Hồng sinh năm 1964 và đứa con nhỏ mới 12 ngày tuổi nằm bất tỉnh trên giường. Bên cạnh có một nồi than đang ấm. Căn phòng chỉ rộng chừng 10 m2 và đóng kín cửa. Các nạn nhân được sơ cứu ban đầu và được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Hiện sức khỏe chị Tuyền và con nhỏ đã tỉnh táo, riêng bà Hồng vẫn đang phải thở máy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Kiều Duy Anh sinh năm 2004 ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội và Dương Trung Hiếu sinh năm 2004 ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên về tội cướp giật tài sản. Đáng chú ý, hai đối tượng đều là sinh viên. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 11, sau khi thực hiện hành vi cướp giật 2 chiếc điện thoại tại một quán điện thoại trên địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Duy Anh và Trung Hiếu đã bị công an huyện Gia Lộc phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ. Hai đối tượng khai nhận do ham chơi, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại, đã cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại tại các cửa hàng bán điện thoại ở thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tổng số tiền bán điện thoại được khoảng 80 triệu đồng. Hai đối tượng vốn là bạn bè cùng học tại một trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp tục với phần tin quốc tế, ngày 3 tháng 12, cảnh sát Pháp thông báo đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ tấn công bằng dao tại một địa điểm gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris, khiến một du khách Đức thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Giới chức Pháp cho biết, vụ việc đâm dao xảy ra vào sáng 3 tháng 12, khi đối tượng dùng dao tấn công một đôi du khách ở gần tháp Eiffel. Trên đường bị cảnh sát truy đuổi, đối tượng còn dùng búa tấn công 2 người khác. Văn phòng công tố Paris cho hay, nghi phạm là một người đàn ông 26 tuổi, quốc tịch Pháp. Đáng chú ý, đối tượng này từng bị kết án 4 năm tù. Vào năm 2016, mới lên kế hoạch tấn công và có tên trong danh sách theo dõi của cảnh sát, từng bị kết luận mắc chứng rối loạn tâm thần. Vụ việc cũng có thể làm dấy lên quan ngại về khả năng đảm bảo an ninh tại thủ đô Paris khi chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa, thành phố sẽ tổ chức Olympic 2024. Các lực lượng Philippines đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ khủng bố bằng bom khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương xảy ra vào sáng sớm 3 tháng 12. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực thánh lễ công giáo ở phòng tập thể dục của một trường đại học tại bang Mindanao, miền Nam Philippines. Chính quyền gọi đây là vụ tấn công khủng bố Hồi giáo. Lực lượng quân đội Philippines cho hay họ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và quân đội đang xác định động cơ, xác định thủ phạm đứng sau vụ việc này. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm hoặc chưa thể xác định cá nhân hoặc nhóm nào đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ đổ dồn vào những thành phần thuộc một nhóm Hồi giáo ủng hộ nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Các hoạt động môi trường cảnh báo, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu nếu không bảo vệ đất của hành tinh cho các thế hệ tương lai. Lời cảnh báo trên được đưa ra cùng thời điểm hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, vào năm 2020, gần 1/3 diện tích đất trên trái đất đã bị thoái hóa và cứ 5 giây lại có một diện tích đất có kích thước bằng sân bóng đá bị xói mòn. Các nhà hoạt động môi trường cảnh báo, một cuộc khủng hoảng suy thoái đất nghiêm trọng đang diễn ra trên toàn cầu. Đất đang chết dần, chất hữu cơ của nó đang cạn kiệt. Vì vậy, điều thực sự cấp thiết là các chính phủ phải ban hành các chính sách để bảo vệ đất cho các thế hệ tương lai. Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc vừa tiến hành thử nghiệm xe buýt 2 tầng chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên nhằm giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính. Citybus, công ty điều hành xe buýt ở Hồng Kông, cho biết họ cũng đã thử nghiệm trạm sạc hydro dành cho xe buýt mới này. Theo Citybus, khi hết nhiên liệu hydro, thời gian sạc cho xe buýt chỉ mất khoảng 10 phút. Dự kiến, xe buýt cùng với trạm sạc sẽ được đưa vào sử dụng sớm nhất từ tháng 1 năm sau. Xe buýt chạy bằng hydro còn được gọi là máy lọc không khí đặc biệt, bởi đây là phương tiện giao thông không phát thải chất gây ô nhiễm môi trường, vừa có khả năng lọc sạch bụi mịn. Hydro cũng trở thành nguồn năng lượng tiềm năng cho quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.